VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Ba đêm thi trước, 15 nghệ sĩ đã khởi động cuộc chơi vô cùng ấn tượng khi chiêu đãi khán giả bằng những bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao. Năm chiến binh ở bảng A cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Miêu quý tộc, thần thái, tự tin và chiếm trọn tình cảm của hội đồng cố vấn. Giả bộ kêu khán giả mình chọn như tập sao hả? Loại. Phi hành gia heo mang đến vũ trụ giọng hát cực đẹp, chạm đến từng khía cạnh cảm xúc. Đây chắc chắn là một chàng trai đã có gia đình. Kim Sa Ngư giọng hát ngọt ngào khiến cả trường quay trôi tuột sự tự tin vào tài phán đoán. Chàng Lúa ghi điểm bởi việc tài ứng xử cùng khả năng suy luận thượng thừa. Lúa đi hát bao nhiêu năm rồi? À, ca thì Lúa chỉ sống được có 3 tháng thôi. Nhưng mà nói tính thì năm sao biết nói được. Và Lady May tinh nghịch, nhí nhảnh nhưng lại khiến tất cả hoang mang cục bộ khi lên những nốt cao đầy nội lực. Họ đã tạo nên một làn sóng tranh cãi vô cùng lớn về danh tính những nghệ sĩ đang ẩn mình. Đêm nay, cuộc chơi chính thức bắt đầu. Chào mừng các bạn đến đây. Cá heo cây lúa cụm mây con mèo. Họ sẽ bùng nổ. Em ơi, em là ai anh không biết, nhưng em hát rất là văn minh, rất là international. Sâu lắng. Chính những cái người nghệ sĩ như thế này đã làm cho em cảm thấy biết ơn cái nghề của mình hơn. Nếu như cổ là cái người mà tôi đoán đúng thì tôi khóc cho một tài năng, một người nghệ sĩ. Và mang đến một cú sốc vô cùng lớn. Chúng ta có một điều bất ngờ. Và như vậy thì chúng tôi buộc lòng phải làm khó hội đồng cố vấn. Em là một người vốn thích là lúc nào cũng phải là follow the rule hết á. Trấn Thành rất là xin lỗi đi. Hãy cùng đến với đêm thi của những điều đầu tiên. Thưa quý vị, 20 giờ tối thứ bảy chúng ta lại gặp lại nhau trong một đêm đại nhạc hội của âm thanh nghệ thuật. Đó chính là The Mask Singer Việt Nam. Chương trình được thực hiện bởi Vion và V Channel thuộc tổ hợp Đức Việt VAC Group Holdings, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2, V Channel và V Giải trí. Hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được xem sớm nhất The Mask Singer Việt Nam. Vion không thể rời mắt. Chúng ta có thể view theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa từng đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn của mình đến nhà tài trợ chính của chúng tôi, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Sở hữu ngay thẻ VIP Online Plus 2-in-1, giảm 50% đặt thức ăn và đặt xe công nghệ. Trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi, bùng cùng nhạc chất. Và đơn vị như Huy đã phổ biến từ những tuần trước, đó chính là ở vòng chào sân, chúng ta sẽ có hai lượt thi đấu và sau đó chúng ta sẽ tổng kết lại lượt phần trăm bình chọn của hội đồng cố vấn và 99 khán giả tại trường quay để chọn ra một nhân vật buộc phải lộ diện với chúng tôi. Và đêm nay sẽ là lượt thi thứ hai của bảng A. Và dĩ nhiên, chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo thật lớn cho những thám tử của chúng tôi. Đầu tiên xin được giới thiệu MC diễn viên Trấn Thành.
nữ ca sĩ xinh đẹp đầu tiên. Rapper Wowy. Và một nhân vật vô cùng đặc biệt, anh ba Ngọc Sơn. Wow. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một chủ đề mà Huy cảm thấy rất là thú vị. Những điều đầu tiên. Những điều đầu tiên có rất là nhiều những phạm trù. Nhưng ngày hôm nay ở đây có một tượng đài âm nhạc. Em sẽ hỏi là thần tượng đầu tiên. Lần đầu tiên em có thần tượng là vào khoảng thời gian em học lớp 1. Thì vào thời điểm đó có anh đang trường. Thì em nhớ là cảnh em bước đi trên những chiếc lá vừa đá lá vừa. Từng ngày trên phố bước chân anh lẹ. Em nhớ được tới đó. Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc đầu tiên khi mà mình biết là mình thích một người nghệ sĩ. Anh Tiến Thành thì sao ạ? Những thần tượng đầu tiên mà Trấn Thành yêu thích đó là anh Tuấn Ngọc, chị Khánh Hà, chị Hà Trần. Còn nói về ấn tượng đầu tiên của cái vị khách mời này với Trấn Thành là anh ba Ngọc Sơn nhá. Thì lúc mà Trấn Thành ngày xưa có đi diễn với anh ba một lần ở Úc. Lúc đó mình rất là nhỏ bé mà anh ba đêm đó là biggest star. Các bạn có tin không là cái chuyện nó xảy ra cách đây mười mấy năm rồi mà anh ba gặp lại Trấn Thành. Lúc nào anh ba cũng nói chuyện về cái chuyến lưu diễn đó. Cho nên mình cảm thấy anh ba là một ngôi sao sống rất là tình cảm, được nhiều anh em trong nghề yêu quý và kính trọng. Đây cũng là một trong những ngôi sao của Việt Nam mà giữ được thời kỳ hoàng kim của mình lâu nhất. Còn anh ba Ngọc Sơn thì chắc là anh sẽ chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện về những điều đầu tiên ạ. Vâng, thưa với đại gia đình, thần tượng Ngọc Sơn thì hồi bé Ngọc Sơn miền Bắc mà, sinh ra ở Đồ Sơn cho nên là nghe những cái là điệu chèo. Duyên phận ý ta phải chiều ý, ý ai ơi đôi thời đôi lứa ý ta. Đấy. Và thần tượng của mình, quý vị biết không, đây cũng là những một thần tượng nhí của tôi. Đây, những thần tượng của tôi rất là thần tượng. Cảm ơn anh. Anh em nghệ sĩ chúng tôi xin kính chúc đại gia đình, các cô chú, các chị, các bạn, những người rất đẹp đang ngồi đây, mọi điều tốt đẹp nhất, luôn luôn yêu thương nhau nhé. Cảm ơn ba Ngọc Sơn. Nghe như mùa xuân đến luôn vậy đó anh. Ông dễ thương lắm luôn á. Nhưng mà anh ba ơi, sau tất cả những lời nói chân thành của anh thì anh hãy chuẩn bị tâm lý đi, bước vào một cái thế giới lọc lừa. Mà dù cho anh có chân thành cách mấy thì ban biên tập của chương trình vẫn phải lừa anh em mình thôi. Cho nên cố gắng hồn may nó giữ nha anh. Ban biên tập có nói với anh ba Ngọc Sơn rằng dạ, anh ơi cố gắng chọn một cái bộ trang phục nào mà nó sặc sỡ nhất, lè loẹt nhất. Cuối cùng anh cũng đã ráng đặt thêm một cái kính lè loẹt để đeo chương trình cho nó phù hợp. Yeah. Cảm ơn anh ba Ngọc Sơn. Và chắc chắn ngày hôm nay tụi em đã chuẩn bị sẵn một đại tiệc để mời anh ba rồi. Nào xin mời tất cả quý vị hãy cùng nhau bước vào bữa tiệc âm nhạc của The Masked Singer Việt Nam. Và bây giờ xuất hiện đầu tiên là một anh chàng vô cùng điển trai. Xin được trân trọng giới thiệu Phi Hành Gia Heo. One, two, three, go! Ủa sao tập này thay đổi quá vậy ta? Tập trước là hiền lành tử tế, tập này là bắt đầu là bung miếng nhẹ rồi nha. Đa nhân cách quá rồi đó. Thành với anh ba là hay ghẹo nhau, là kêu anh ba cái nickname anh ba là Hoàng Thượng. Bây giờ nè, Hoàng Thượng ơi, đây là người đầu tiên. Cái tập lần trước bạn này xuất hiện là em tưởng là Hoàng Thượng ở trọng đó. Trời ơi. Thiệt. Cho nên bữa nay Hoàng Thượng nhìn bằng cái ánh mắt Hoàng Thượng nhìn cái nhân dạng thôi, Hoàng Thượng đoán là ai trong giới showbiz nếu có thể. Nguyễn Phi Hùng. Đúng rồi, cái tên mà mình đã từng nhắc tới trong tập trước. Cái kết quả mọi người chọn
chưa chắc chắn là đúng. Bây giờ sẽ là những manh mối kế tiếp ở một hành tinh khác mà phi hành gia Heo đã mang tới đây. Xin chào. Sau đêm diễn mở màn, các bạn cảm thấy phần trình diễn của tôi như thế nào? Tôi đã rất hồi hộp khi xuất hiện ở một cuộc so tài lớn như thế này. Khi còn nhỏ, tất cả các giấc mơ của tôi đều co cụm trong một không gian của riêng mình. Khi tôi đủ can đảm chia sẻ những tác phẩm của mình tới với cả mọi người, tôi nhận về rất nhiều những lời động viên và tán thưởng. Tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc để tặng những các tác phẩm của mình làm ra cho những người bạn. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi mọi người đẩy tôi lên sân khấu phát biểu. Mọi thứ lúc đó khiến tôi choáng ngợp. Để lấy lại bình tĩnh, tôi đã phải né tránh ánh nhìn của tất cả các khán giả ngồi ở dưới. Nhưng giờ thì tôi đã khác. Thời gian giúp tôi trưởng thành hơn và tự tin hơn. Hãy xem cách tôi tỏa sáng như thế nào trên sân khấu đêm nay nhé. Hoàng thượng vừa có ý kiến. Xin mời Hoàng thượng. Kính thưa với quý vị, tấm thân nhỏ bé nhận ra rằng giọng nói này là giọng nói của Nguyễn Phi Hùng. Đó. Một giọng nói rất ấm áp và tình cảm. À, tấm thân mới vừa giảm cân xin được chia sẻ. Tuần trước thì tấm thân mới giảm cân cho rằng bạn phi hành gia Heo là Quang Trung. Cùng cái cách hát, cái tai cứ đưa như này, cái giọng cũng giống luôn. Nhưng khi xem cái VT lần này thì rõ ràng là giọng Bắc Hà Nội khá chuẩn. Cho nên tôi mạnh dạn tuyên bố tôi đã sai. Trời. Và ẩn số sẽ được biết sau khi bạn cất giọng hát. Lần trước bạn hát R&B, lần này bạn đừng có lén bạn hát ballad. Tại vì bạn hát ballad tôi sẽ nhận ra phi hành gia Heo là ai. Đó sẽ là một bài hát nhạc rock. Hả? Thì quá. Đó tôi nghĩ thôi. Rồi. Xin mời tiết mục phi hành gia Heo. Sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngỡ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhớ thời. Người mãi chơi vai như anh, làm sao anh mơ có em. Mãi sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em thank you.
phải là người yêu anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng ngày người cô đơn nhớ. Để đi thăm vài câu mình nói yêu nhau, thế nên chuyện mình cũng chẳng tới đâu. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em. Vì em xem anh chỉ là nhất thời. Người mãi chơi vơi như anh, làm sao anh mơ có em. Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em ở đâu mai, hay em sẽ né tránh anh. Một bản tình ca da diết, nó y như một MV phim ấy. Trời ơi, ai mà thất tình nghe bài này chết. Hay quá, hay quá. Và tôi đã cảnh cáo danh Gia Heo rồi, anh đừng hát ba lát. Lòi liền. Bởi vì anh hát ba lát là anh lòi liền. Tập trước là anh Gia Heo anh hát R&B nha anh ba. Ờ hả. Cho nên em bị lừa lọc rồi và em biết em sai rồi. Nhưng khi anh ta hát ballad thì em đã nắm chắc được Gia Heo trong tay. Bây giờ chỉ phi hành nữa thôi là ta ăn rôm rớp liền. Vậy bây giờ anh Ngọc Sơn có còn cái sự tự tin lúc ban đầu nữa không? Trời ơi, cái này là tôi bị ngã rồi đó. Nghe giọng nói đầu tiên thì rất là ấm áp, tưởng đâu là giọng của Nguyễn Phi Hùng, giọng Bắc. Nhưng mà đến khi cất tiếng lên thì nghĩ là cũng là người Bắc luôn. Nhưng mà có vẻ giọng ca của những ca sĩ chắc ngôi sao mới nào đây. Bây giờ Trấn Thành sẽ mở ra một catalo nhẹ để quý vị cùng đoán với chúng tôi nhé. Heo ơi, có phải heo đang sinh sống ở Hà Nội không? Sao heo nó cười khinh tôi vậy ta? Bây giờ nói giọng Nam hay nói giọng Bắc nè? Thôi quên, tập trước nói giọng gì rồi. Sao heo, heo ở đâu? Dạ, em chào mọi người. Đừng có cười em nữa. Em vừa hát xong một cái bài rất là buồn, xong anh lại buồn cười, tụi đấy còn mút. Ngộ ghê vậy đó. Người Nam ta nấu mắc cười. Mắc cười. Ông ơi.
tôi đau đớn, tôi gục ngã. Lòi. Lòi. Bây giờ nè, tại vì á là anh thấy là người này á là đang nói cố tình giả giọng. Lần trước thì mình nghe cảm giác là giọng nghe anh Hà Tình rồi đó. Dạ, ngoài ca sĩ ra thì bình thường thì em không làm gì mấy. Em có chỉ đi giữa các hành tinh này sang cái hành tinh khác. Bây giờ Hà Nội nha, hát cái giọng mà theo cái kiểu mộc mộc này á, có những người sau đây. Một, Đăng Khôi. Ê cha, Đăng Khôi lâu lắm rồi chưa trở lại showbiz, biết đâu đây là sự trở lại để debut. Và có một người nó hát giống như vậy, Nàng Thơ. Hoàng Vũ. Chính xác. Chưa hết. Chưa hết, còn nữa. Cũng một người đã từng hát hỗ trợ cho thí sinh rap Việt và được mọi người yêu mến rất nhiều. Phạm Anh Duy. Là hát cái kiểu men men mọc mọc này luôn. Vừa rồi là một loạt những cái tên anh Trấn Thành đưa ra. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi có một cái giếng thần, và ở trong đó có một con cá lóc. Con cá lóc này sẽ mang ra một báu vật, là những manh mối của những nhân vật này cho chúng ta coi. Con cá này đanh thép lắm, biến hóa khôn lường. Nào xin mời giếng thần và bé lóc. Lóc 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 lóc, lên ăn cơm tắm nhà ta. Lên. Lên. Trời đất ơi. Trời ơi. Lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lóc thần nhà em nuôi, sống lâu quá thành tinh. Xin mời kỹ vật ạ. Cây đàn guitar. Yeah. Mà nó ý nghĩa như thế nào với lại nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay? Nó rất là ý nghĩa với lại chàng heo. Tại vì ngày xưa chàng heo dùng cái đàn này đi tán gái. Không phải ca sĩ nào cũng biết đàn đâu. Mà biết đàn đi tán gái tức là cũng phải đàn hay đó nha, đàn được đó nha. Tại vì cầm đàn đi tán gái thì nó có hai trường hợp. Một là mình sẽ tán được gái, hai là bị gái tán nha. Nếu đàn dở. Bây giờ mình sẽ nghe Phi Hành Gia Heo chia sẻ về kỷ niệm này trước coi như thế nào. Thực ra là bởi vì lộ giọng rồi nên là thôi em nói giọng Bắc luôn. Cây đàn là kỷ niệm đầu tiên với em. Và tàn đổ một người con gái cũng bằng cái cây đàn đấy. Bằng bài hát của mình. Bài hát của mình. Cho dạy option đi cô gái. Thực ra là hồi nãy em rất là ưng ý với cái option là Hoàng Dũng. Cũng im im lặng lặng đúng không ạ? Mà sau lần trước bạn hát cái giọng bạn khác lắm luôn chứ không phải giống gì đâu nha. Trời ơi, tự nhiên lần này hát ballad là tôi biết liền. Nhưng tôi sẽ phải để cho quý vị cùng suy nghĩ. Anh Ba đi ạ. Theo tôi nghĩ là Hoàng Dũng. Anh đoán được Hoàng Dũng chỗ nào à? Mấy cái giờ miền Bắc á, hát cái giọng hơi phủi phủi nhưng mà rất là tình cảm. Hát rất là ngọt ngào, sâu lắng, chắc chắn có thể là một người viết nhạc và biết chơi đàn. Chắc là một ngôi sao đang lóe lên. Tại vì nghe hát tôi nghe rất là cảm. Cảm ơn bà. Còn Wowy thì sao, nãy giờ đang rất là trầm tư. Cái cách mà Phi Hành Gia phát âm cái chữ Y ở cuối á, nó làm cho Wowy nhớ tới một người bạn của Wowy. Và cái người này á, không chỉ gọi là hát không mà còn là nhạc sĩ sáng tác nữa. Và Wowy cũng thấy cái đàn guitar ở trong phòng thu của bạn đó luôn. Hãy cho một cái tên. Chữ Y kiểu như là yêu nhau lúc xuân thì nghe ngàn ngàn, kiểu như là Only C á. Only C. Giọng này dày hơn một chút xíu, Only C hình như giọng mỏng dạ, một tí. Đúng rồi. Chắc chắn là không phải. Nhưng bạn cũng đã vừa tiết lộ là bạn có giọng Bắc rồi. Biết là quý vị khán giả có đoán được hay không? Tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi tin chắc bạn là một cái người chinh phục người ta bằng cái sự chân thành trong bài hát. Hát giỏi và hát hay là hai định nghĩa khác nhau. Hát giỏi thì sẽ rất giỏi trong việc hát, còn hát hay thì sẽ chạm vào trái tim của người khác.
thì bạn ở trường hợp thứ hai. Hát hay. Bắp ơi, bây giờ anh có thể nộp mà đáp án lần hai không Bắp? Anh đã biết luật chơi rồi, anh thầy. Em lời giao kèo, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Lần trước tôi viết Quang Trung thì tôi tin chắc là tôi đã sai rồi. Lần này tôi cho thêm một cái tên nữa. Nhưng tôi sẽ giữ bí mật không cho quý vị khán giả biết. Và nếu tôi sai thì tôi sẽ đãi ban nhạc Hoài Sa ăn một tháng ạ. Wow. Dĩ nhiên là đúng thì cũng không được công nhận, là tại vì lần trước là đã sai rồi. Và chúng tôi sẽ liên kết với lại ngân hàng quốc tế VIP để giữ lá phiếu thứ hai của anh. Dạ, Thành. Dạ, giữ là tôi lại giùm tôi nghe. Cảm ơn ạ. Dạ. Rất bảo mật, rất nhanh chóng. Và bây giờ hãy cho chúng tôi biết một cái tên mà hội đồng cố vấn đang suy nghĩ trong đầu. Đầu tiên là anh Ba trước. Hoàng Dũng. Em chỉ nghĩ đó là on the sea. Dạ, có trong này đâu. Vì bí mật, chúng tôi chấp nhận. Và bây giờ chúng ta sẽ mời biệt đội áo đen, mời phi hành gia heo ra sân bay chuẩn bị bay về hành tinh của mình dưỡng sức. Xin mời. Gần mực thì đen, gần hội đồng cố vấn thì tôi thấy con tim này như chết lặng. Hồi hộp quá đi à. Và thưa quý vị, là một nhân vật nữa mà tôi phải mở VOn tôi coi rất là nhiều lần về tiết mục của anh ấy. Anh ấy bèo hình bèo dạng, quá nhiều một cái tên. Và ngày hôm nay sẽ mang tới đây một tiết mục như thế nào? Chúng ta hãy xuôi về miền Tây một tí xíu để chào đón một anh chàng vô cùng điều kiện nhà vừa lúa. Đó chính là chàng Lúa. Xin mời. Thôi ra bị bắt rồi. Này là té thiệt á. Cứu lúa. Trời đất ơi. Lúa nó ra mang theo hai con rầy nâu nó làm chi vậy? Ừ, ta ra ta đứng yên, nó khiêng ta vô rồi nó khiêng ra lại như không. Chi vậy đúng không lúa? Lúa giận không? Giận đúng không? Dạ. Mà em thấy là rầy nâu vừa rồi là bị xịt thuốc thiệt. Nó té là quả báo, nó nhãn tiền đó. Chào lúa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với những điều đầu tiên trong dựa lúa của chàng lúa, xem đó là gì. Xin mời manh mối. Đối với tôi, bài học lớn nhất trong cuộc đời đó chính là phải xây dựng cho mình một hướng đi riêng. 1, 2, 3, 4. Với những giống lúa tốt, họ luôn muốn đi về nơi thành phố lớn để tạo dựng những thương hiệu cho riêng mình. Và tôi cũng vậy. Nhưng những hạt gạo của tôi ít được mọi người quan tâm trong vô vàn các loại gạo khác. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng. Bản thân là một giống lúa đặc biệt, nhưng tôi muốn thành quả của mình cũng phải được bày bán ở những nơi vô cùng đặc biệt. Thành công đến với tôi bởi vì tôi gây ấn tượng với mọi người bởi hình ảnh giản dị nhưng lại đem tới những hương vị vô cùng độc đáo. Và đêm nay, chàng lúa sẽ đem đến cho khán giả của chương trình một hương vị mới lạ. Cùng thưởng thức nhé! Cho quá nhiều những từ viết tắt, những chữ cái trong gợi ý vừa rồi. Mà sao chàng lúa trong cái VT này nói chuyện cái giọng có vẻ tâm sự quá nhỉ? Dường như là bạn ấy đã trải qua những cú sốc trong cuộc sống thì phải. Và ngay bây giờ sẽ là bài hát mà chàng lúa muốn gửi gắm đến hội đồng cố vấn cũng như khán giả tại trường quay. Đó sẽ là ca khúc như thế nào? Xin mời chàng lúa. Bài đầu vậy? Vì ai mà cánh hoa vẫn sáng đèn
vì ai mà chia xa lời ước hẹn. Tim vỡ rồi đâu thể hăn khăn lại. Em đi rồi mà kể ai trách than. Một người vô tâm, một người khóc thầm. Bỗng trời chia đôi ở một thế giới. Duyên hết rồi, phận ai số kiếp trời vời. Chuyện tình yêu như bông hoa mới một thời cũng ướt tàn. Nhìn về chốn xa xôi, tổn thương khóc giữa trời. Mong vụn tan mắt buồn sầu bị trách người cất bước ra đi. Duyên hết rồi, ngày vui hoa bay khắp trời. Chiều hồng ánh sáng sông mưa rơi một thời ôm tiếc nuối. Người người vui bên nhau, sầu răng kín nơi này. Nhạt nhòa sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai nhấp nhen dài. Vì ai mà cánh ba vẫn sáng đèn. Vì ai mà chia xa lời ước hẹn. Tim vỡ rồi đâu thể hàn gắn lại. Em đi rồi mà kể ai trách than. Một người vô tâm, một người khóc thầm. Bầu trời chia đôi ở một thế giới. Tên hết rồi, phận ai số kiếp trời vời. Chuyện tình yêu như bông hoa mới một thời cũng hóa tàn. Nhìn về chốn xa xôi, tổn thương khóc giữa trời. Mong mình thấy mắt buồn sầu bi trách người cất bước ra đi. Duyên hết rồi, ngày vui hoa bay khắp trời. Kiều hồng ai sang sông mưa rơi một thời ôm tiếc nuối. Người người vui bên nhau, sầu sáng kín nơi này. Nhạt nhòa sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai nhấp men say. Duyên hết rồi, duyên hết rồi, duyên hết rồi. Duyên hết rồi, cây bụi hoa bay khắp trời. Kiều hồng ái sáng sông mưa rơi một thời ôm tiếc nuối. Người người vui bên nhau, sầu răng kín nơi này. Nhạt nhòa sau ánh đèn màn sương trắng mờ anh nhấp men say. Trang Lúa, xin cảm ơn vũ đoàn Bước Nhảy. Wow. Chết rồi bắp ơi. Dạ sao anh? Tại sao lần này hát là anh lại bị destroy cái đáp án của anh ở vòng trước nữa rồi? Anh là nghĩ ai bây giờ? Trời, lần trước anh tự tin lắm luôn ý. Ờ, em thấy anh rất tự tin luôn mà em không nghĩ ra. Và tôi rất là quả quyết. Tự nhiên lần này bạn hát cái cách hát đó hoàn toàn khác. Ai mà sóc xà bay mà qua duyên hết rồi này, thì tôi không biết là cái lựa bài này là do bạn hay do bà biên tập hay là do ông Hoài Sa đã ngồi đã bàn bạc với nhau mà phải công nhận kính nể chương trình The Masked Singer. Em nghĩ là Tiên với là anh Thành
hai đáp án đầu tiên đã đi xa lắm rồi. Bảo đảm đi xa luôn. Ban đầu nha, em tưởng em sai. Tại vì em thấy anh Thành quả quyết quá, nên em viết đại cái tên này vô tờ giấy. Mà vô tình dính. Không có vô tình, bây giờ nghe lại là đúng. Tại vì lúc đầu nghe là nghĩ tới tên này, nhưng mình thấy quá anh định cọc dê anh. Thấy anh chắc chắn quá, anh không cho cọc dê. Nên em nghĩ em sai, mình nhục mà mình đâu có dám em chia sẻ cái tên cái đó. Cái dòng trước á, mọi người nghe lại đi. Giống cái cách phát âm của Thanh Duy khủng khiếp luôn. Anh nghĩ là khác. Giống như dòng ca của chiếc khăn gió ấm Khánh Phương. Đầu tiên mới hát nút bình thường. Nhưng khi mà xin hết rồi, xin hết rồi, là treo ở những cái nốt như là nốt phá thăng ở chủ âm si thứ. Thì âm sắc. Trời ơi, anh đúng xa là... vỗ tay, anh xa nó đúng kìa. Trời ơi, đúng là cây đa cây đề. Khánh Phương thì hát chủ âm trầm hơn mà cũng có giọng đẹp và riêng. Tôi đang chờ đợi một giọng ca Nam Bộ, tôi thấy lúa lúa tôi mừng lắm. Thì lỗ tai tôi nghe lúa lúa mà hát Nam Bộ là vô mảnh rồi. Tưởng gần mình rồi. Trời ơi trời, ai, ai ngờ nó đẩy ra nguyên cái phôn. Tôi té luôn rồi. Chàng lúa bữa nay làm bất ngờ quá. Thật mình sự mình không đoán được luôn. Theo tất cả những cái hình mà tập trước chương trình đưa đó, em nghĩ đây là cái bẫy của chương trình để em đưa một cái kết luận đây là bạn Jack. Nhưng mà qua tới bài này là em quăng giấy quăng viết luôn rồi anh. Em bỏ tay. Dạ, bên này ngồi kế bên em cao thủ ngồi xâm xuống ghế thì làm sao mẹ đoán được. Té ghế. Nhưng mà đây lại một lần nữa nha, VT của chương trình cung cấp nó làm em rối quá. Bây giờ Ti được hỏi những chữ cái đó. À đúng rồi, đúng rồi. À. Lúa ơi. Dạ. Tiên cũng ghi chép vội trong VT có rất là nhiều cái chữ cái. SG nè, ST là cái gì? Dạ. Lúa hồi nãy có coi, coi mình đẹp trai không? Không thấy cái chữ. Nhưng mà hồi nãy Tiên hỏi cái chữ gì? Chữ SG. Thành phố Hồ Chí Minh hay gì á? Rồi chứ, bây giờ chữ này nè, DKAN17 là cái gì? À. Vậy con ăn nấm phải không? Rồi. Tức ghê luôn á. Chị còn ăn nắm cái gì? Tức là Nhất Quý không có nói ra đúng không? Thành cái lúa, thành cái giống lúa á. Lúa thành là dê con ăn nắm mà bán cái tên nó ghê quá không ai mua. Dê con ăn nắm. Còn có cái đờ lờ gì đó nữa. Đà Lạt. Không kịp, à, Đà Lạt nữa. Đờ lờ ngon, không biết đờ lờ ngon là. Khó ta. Ồ. Bây giờ em sẽ giải cứu hội đồng cố vấn bằng cách triệu hồi bé Lóc lên. Em giải cứu hay cho tụi anh giải lao? Xin mời manh mối từ bé Lóc. Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần phải có một cái manh mối. Xin miếng lúa. À, cho nó ăn hả? Tới giờ cho ăn. Trời ơi trời. Nào có mang manh mối cho tôi không? Đây, 50.000 mà em phải lộng kiến luôn. Wow. Đây là cát xê đầu tiên của lúa. Trời ơi, bữa tôi diễn vàng thấy tao mất tiêu 50.000. Thì ra là một cái. Không phải, tại vì số tiền đầu tiên nó quý, nó quan trọng lắm. Lộng kiến luôn. Thôi thôi thôi, em đem xuống hồ nha. Dạ được. Thôi, 50.000 kiếm mấy năm trời. Thôi được rồi, cảm ơn Lóc. Mời Lóc vô trong. 50.000 của em nè, ban giám khảo. Mà đúng không chàng lúa? Có phải đây là cái số tiền đầu tiên mà chàng lúa nhận được ở show diễn của mình hay không? Dạ, thật ra là hồi xưa hát quán cà phê á, lúc đó là chưa có đi hát đâu. Bữa đó lên hát giao lưu thôi, cái bà chủ quán thấy trời, mẹ hát hay quá, sao bữa sau lại hát cho chị đi, hát cho quán chị đi, chị trả tiền cho. Thì không có nghĩ là chị trả bao nhiêu tiền hết, nhưng mà hôm đó là chị trả 50.000. Wow. Nhưng mà đã bao nhiêu năm rồi? Lúa nhớ không? Dạ, chắc cũng 5-6 năm gì đó. Vậy là mới vô nghề. Sao mà 50 được? 5-6 năm nữa phải nhiều chứ. Phải là vài trăm chứ hả? 50 ít lắm. Bạn này chắc không nói đúng đâu, bạn này đang nói dối. Không, ý là bạn nói là chị là lên hát giống như được tip á thôi chứ. Không, không này tiền cắt xe luôn á. À, vậy hả? Dạ, thật ra là cái quán này là một cái quán rất nhỏ, cho nên thật ra không định lấy tiền đâu. Nhưng mà chị nhát chị nói bây giờ coi như tiền xăng xe đi về thôi. Thấy thương nên là lấy lệ thôi, ủng hộ lấy lọc. Dạ. Lúc đầu tôi nghe cái cách xử lý này thì dĩ nhiên không phải hoàn toàn, nhưng mà một chút xíu cái cảm giác của Nguyễn Trần Trung Quân. Nhưng mà giọng bạn này giọng nam, rất là Nam Bộ luôn, thì không thể là Nguyễn Trần Trung Quân được. Wow, thật sự là không biết luôn nha Tiên nha. Bây giờ xin hỏi bạn nha, thực sự là bạn sinh ra ở đâu? Một mí tí đi đúng không? Nên giờ không biết một đường nào đó. Dạ. Em sinh ở cái thổ ruộng thứ 8. What? Cách cái bờ ruộng khoảng 2 mét. À, lúc đó người ta quăng cái hạt em xuống, xong em mọc lên thành cái cây thành bây giờ. Trời ơi, thông minh chưa? Bạn này là một người rất là hài hước.
và rất là lanh lợi. Anh ba hỏi mà bạn ấy có thể đủ bản lĩnh luôn đó nha, để đối đáp lại đó. Nãy giờ thì bạn này là phải làm nghề lâu rồi, rất là bản lĩnh trên sân khấu. Dạ đúng rồi. Tại vì bạn ấy hay đi hát ở những cái chỗ khán giả trong không gian tầm mấy trăm người đổ lại, cho nên là phải ứng biến. Đúng, ứng biến và dẫn dắt khán giả vào cái câu chuyện âm nhạc của mình. Ôi, thôi nếu mà vậy tôi không biết đúng rồi. Cho nên em mới bảo là anh chưa nghe. Thôi vậy thì tôi thua. Những người mà có bản lĩnh mà hài, vui, dễ thương á, một trong những ca sĩ mà có tên tuổi đó là Hồ Việt Trung. Nhưng mà cách xử lý bài hát này mình nghe rất là lạ. Lại không phải là Hồ Việt Trung cơ. Khó ghê. Dạ, cho em xin nói cái tên để cho mọi người thấy coi có đúng không nghe. Tăng Phúc. Đơ rồi kìa. Hồi nãy Hoa Huy cũng thấy là lúc mà nói ra cái tên đó là bạn đứng hình trong một thoáng đó. Dạ, em đứng luôn tất cả các tư thế mà. Ê, chín đồng lúa là duyên lắm á. Đúng rồi, mà Phúc nó không duyên vậy đâu. Phúc nó ụt bịch lắm. Sao anh biết? Nói chuyện nó hoài. Anh ơi, cái chương trình này nó cho em một cái trải nghiệm như thế này. Khi người ta đứng trước mọi người với cái hình thái của người ta, đôi khi có những cái góc khuất họ muốn giữ lại, nhưng mà khi họ khoác lên một lớp mặt nạ giống như cái con người thật của họ được trời lôi ra. Điên. Không phải đâu, anh chơi game Phúc mỗi ngày mà. Vậy đó hả? Tánh nó cọc nó vào mà nó không có nói chuyện gì đâu. Xem MC gì nói xấu bạn vậy. Bây giờ chúng ta chốt phần giao lưu ở đây và chúng ta sẽ cho một cái tên. Ôi khó quá, cái lần này khó quá. Tiên vẫn là Tăng dạ, Phúc. Tăng Phúc. Chắc chắn không phải. Cá không? Cá gì, cá lóc hay cá bóng? À. Ai mà thắng là được ăn con cá đó. Thôi cho chị chê, chê. Không có nhu cầu ăn cái đó. Ủa em, cái đó là giải thưởng hay hình phạt em? Trời ơi trời. Em nghĩ là hình phạt cho cái người thắng, nhưng mà giải thưởng cho chúng ta mình đỡ gặp nó. Anh ghét nó mà đúng không? Em cũng ghét nó lắm. Nó ăn cắp 50 ngàn của em à. Dữ quá, dữ. Nếu mà anh ăn không được anh chia nó nữa con thì em kho tổ nó. Trời đất ơi. Không, con nó phải chiên chứ kho nó nhảy ra khỏi nồi đó. Anh đoán ai? Trời ơi, lần đầu tiên anh không có một option nào luôn á. À, con cá nó bự quá, cái nồi nhỏ chứ vừa. Cái nồi nó bánh chưng mới vừa. Cái nồi nó bánh chưng á anh, mới nấu được con cá đó. Dạ, tao qua tới cái đoạn đoán bà là ai rồi đó bà lúa ơi. Bà còn vòng lại tới cái nồi cá kho tổ nữa. Lỗi anh, tại vì em sống hơi chậm. Anh ba Ngọc Sơn, trong dàn học trò như là Châu Gia Kiệt, Dương Ngọc Thái chắc chắn là không có rồi đó. Nhưng giọng ca này là một giọng ca tôi nghe giống chiếc khăn gió ấm, giống Khánh Phương. Wow. Vô Huy thì sao ạ? Dạ, chàng lúa là một người dễ thương, tinh ranh và rất là thật thà, chất phác. Nhưng mà em không có một cái manh mối nào hết, cho nên là em vẫn sẽ giữ là Jack. Nghe yeah, thấy gì đâu. Không chậm mà, lâu lâu tao mới về cái. Bìa đồ áo đen vác. Nãy giờ giao lưu như vậy, không biết là các bạn có đoán ra được lúa là ai không? Nếu mà đoán được thì giữ cho mình biết thôi, rồi nói cho người khác biết nữa nhé. The Masked Singer Việt Nam, xem sớm nhất trên Vion thứ bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, nhân vật kế tiếp sẽ xuất hiện với chúng ta đó là một nhân vật rất là kiêu hãnh, nhưng cá tính thì vô cùng kiêu kỳ. Và phần trình diễn vừa rồi của nhân vật này đã nhận được cả triệu lượt bình luận trên những nền tảng xã hội. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón Hoa hậu Mèo Miêu Quý Tộc. Xin mời. Ba nhìn cái cách đi nè, anh ba đoán xem là ai trong nghề nè. Một nữ ngôi sao ca nhạc hay hát nhạc hoa hay sao ta? Lưu Bích Hữu hả? Giọng y chang cái tướng. Ồ, anh có luôn.
Tập vừa qua là chúng ta cũng phân vân về nhân vật này lắm mà vẫn chưa biết được một cái tên chính xác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thế giới của loài mèo kêu meo 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 để tìm những điều đầu tiên của Miu quý tộc. Xin mời. Trong một thị trấn nhỏ bé, hàng xóm xung quanh tôi gần như đều là những nhân vật lẫy lừng. Điều đó khiến tôi mỗi ngày phải ước mơ lớn hơn. Vì vậy, tôi rời đi và chu du khắp nơi để tìm kiếm một nơi trú ẩn thật sự an toàn và là một nơi khiến tôi thật sự tỏa sáng bằng chính khả năng của mình. Để trở thành một cô mèo đỉnh nhất mọi thời đại, tôi đã tìm đến và gõ cửa nhà của một ông trùm. Sau một thời gian, cánh cửa này nhanh chóng khép lại và tuyệt nhiên không có cánh cửa khác mở ra. Mặc dù vậy, tôi không chịu đầu hàng số phận. Thời gian trôi qua, tôi đã gặp phải nhiều sự thay đổi lớn. Tôi bắt đầu được chú ý nhiều hơn khi quyết định chọn cho mình một lối đi riêng. Quả thật, càng sống thật với đam mê của mình, tôi lại càng có thêm nhiều cuộc hội ngộ đặc biệt và có đôi khi là những cơ hội tuyệt vời. Cho đến hiện tại, chắc chắn rằng tôi đã sống hết mình với tuổi trẻ, để lại nhiều tiếng thơm cho đời. Và tối nay tôi sẽ để điều đó lại tiếp tục xảy ra trên sân khấu này. Wow, đó là những chia sẻ của Miu quý tộc và những điều đầu tiên của mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có thêm manh mối. Hãy cùng đến với giọng ca của Miu quý tộc. Muốn hết, muốn
Tuyệt vời quá đã, MC ơi. Em ơi, em là ai anh không biết. Nhưng em hát rất là văn minh, rất là international. Lẽ ra em phải tin vào cái phán đoán đầu tiên của em, nhưng em đã bị lung lay để bây giờ em phải tức như vậy. Em biết không, những cái người ca sĩ trẻ thì chắc anh không có rành bằng em. Nhưng mà bạn này là một cái chất giọng rất đặc biệt. Thì tôi không biết là trong thời gian qua thì tôi đang làm gì mà tôi không được nghe tiếng hát của bạn. Để ngày hôm nay tôi ngồi ở The Masked Singer tôi mới được nghe tiếng hát lần đầu tiên. Tại vì khi mà bạn hát cái bài này rất là hoàn hảo. Nó nghẹn, nó từng trải, nó da diết, mà quan trọng là nó đàn bà. Một giọng ca mang chất hủy diệt. Hủy diệt. Giống như muốn đốt cháy hết tất cả trái tim của chúng ta đây. Cũng như là cô nàng rất là yêu bóng đá. Sao anh biết là yêu bóng đá? Tôi nhìn thấy giới thiệu trên màn hình. Mọi người đã quên đi dữ liệu. Trời ơi anh ba hay quá, sao để được chi tiết đó vậy anh ba? Điều thứ hai nữa là giọng ca này nhỏ nhưng có vỏ. Tôi thay đổi cái ý kiến ban đầu của tôi. Vâng, Lưu Bích Hữu. Cái này khác. Tôi nghĩ đây là một cô ca sĩ sinh tháng 5 năm 1995, Hòa Minzy. Trời ơi. Ghê vậy, biết tháng 5 luôn. Em xin phép anh ba cho em được diễn giải lại cái VT nó một tí xíu. Trong cái đoạn clip VT có hai nhân vật xuất hiện, Công Phượng. Nhân vật thứ hai anh ba không thấy, Phan Mạnh Quỳnh. Cái điểm chung của Công Phượng với Phan Mạnh Quỳnh là gì? Đàn ông. Cái đó biết. Nguyên quán. Bạn này nguyên quán ở Nghệ An. Nghệ An. Chắc không? Chắc. Nhiều khi đã từng yêu một người ở đó, không ví dụ vậy. Nhưng mà anh lý giải vì sao sự xuất hiện của anh Phan Mạnh Quỳnh? Dạ tại anh Phan Mạnh Quỳnh đẹp trai, hát hay, viết hay. Giọng nữ mà em. Ý tiên nói là bạn này quê Nghệ An. Dạ đến. Em không đến từ Nghệ An, nhưng mà em rất thích ăn đồ ăn Nghệ An. Ngon lắm, mặn mà nữa. Như em gì đó. Em biết không, nếu mà em bớt cái sự nhí nhảnh của em là chị đã không nhận ra em đâu. Chị đang nói một cái tên khác, nhưng mà tại vì em quá nhoi cho nên chị phải nghiêng về cái phán đoán ban đầu của chị. Thật ra Thành không biết bạn là ai một cách chắc chắn như Tóc Tiên đâu. Nói về trong nghề đi, những cái người mà có khả năng nhái giọng tốt mà hát tốt luôn á, có Nhật Thủy nè. Cái option thứ hai đó là Vũ Thảo My, tôi vẫn giữ cái option đó. Cái option thứ ba đó là bạn Gia Nghi, một cái giọng rất là sexy theo cái kiểu nghẹt nghẹt, hát ngắt nghỉ rất là đúng chỗ, xử lý cũng rất là tinh tế luôn. Thì tôi nghi là cái giọng này là giọng của Gia Nghi. Anh Thành biết bạn Gia Nghi mà anh lại không biết bạn này là em bất ngờ đó. Yeah, đó là lỗi của anh, là không chịu nghe người hát hay. Dạ. Dạ, vậy anh Thành có mời em đi ăn một bữa để xin lỗi không ạ? Mình lạc nhau hơi lâu không ạ? Sao em biết anh sẽ làm lỗi với em? Lỡ anh đoán đúng thì sao? Em có mời anh đi ăn lại không? Em sẵn sàng thì chúng ta cùng cung hoàng đạo. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em có tìm hiểu anh rất là kỹ rồi, mà anh không biết gì về em trơn. Em nói thử của anh cung gì? Anh cung Bảo Bình. Anh là ngày xưa là cung văn hóa lao động, anh hay tới. Anh sinh hoạt á Bình. Trời ơi, sao nó biết mình em Bảo Bình? Em nói cung Bảo Bình gì cho chị ra nữa đó. Ừ. Sao biết em nói tất cả nói không thật? Đúng rồi. Cái này là nhộn nè. Bây giờ manh mối chúng tôi sắp mang ra sẽ làm cho mọi phán đoán nãy giờ của quý vị sai hết. Nếu ra làm chúng tôi sai, đừng mang ra. Hả? Nhưng mà tôi sẽ làm hội đồng đến gần với đáp án hơn. Nào, xin mời manh mối. Bữa kêu ra bình thường không được, phải câu ra câu. Trời ơi. Bộ mang cái gì nặng lắm hay sao mà dữ vậy? Em cầm một cái vật bằng kim loại, nó rất là giá trị, mà để lâu ở dưới nước nữa bưng lên rất là nặng, bởi anh phải quăng cái lưới cho em đó. Rồi nên cột lưới lại cho em, giới thiệu về cái đồ vật này. Đối với cá là ai cũng có cái lần đầu đó. Ví dụ như lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên biết yêu, và lần đầu tiên chạm tay tới sự nghiệp. Đây chính là một cái thành tích mà lần đầu tiên miêu quý tộc chạm tay tới sự nghiệp. Chính là một nút bạc.
nút bạc đầu tiên của Miêu quý tộc. Cái này thiệt luôn hả? Đây là thông tin em nói thiệt đó. Còn có thông tin gì thêm về nút bạc này không? Không, Miêu quý tộc kêu em giấu đi. Giấu đi, để cho Miêu quý tộc tự nói. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn bé cá lóc nha. Cảm ơn anh. Bây giờ mình sẽ lắng nghe Miêu quý tộc chia sẻ tại sao cái món đồ vật này lại quan trọng như vậy. Cái nút bạc đó là nó đại diện cho cái sự tri ân và cảm ơn người yêu cũ của em. Em đã biến bao nhiêu là người yêu mới thành người yêu cũ để có nhiều cảm xúc hát cho khán giả nghe. Qua cái nút bạc này em cũng muốn chứng minh em nhìn có vẻ nhiều tiền, nhưng mà thật ra là em còn nhiều bạc nữa. Cho nên là hôm nay mới có cái nút bạc đó. Thông tin này tôi lắc lại nha mọi người. Bắp ơi, em đưa cái này ra làm chi cho người ta rối hơn nha bắp. Thì đó. Miêu quý tộc, có thể cho qua Quy hỏi là Miêu quý tộc có tham gia chương trình Việt Nam Idol đúng không? Dạ anh lộn với ai rồi? Vòng đầu em có trả lời là em không tham gia cuộc thi nào hết. Một lối thoát lại đi tới một cái lối cục khác. Trời ơi, chị Tiên bị lừa xong anh cũng bị lừa. Tâm lý yếu dữ. Nhưng mà nãy giờ mình nghe cái giọng nói thì tôi vô cùng thất vọng vì tôi đã sai nữa. Không nữa. Cái giọng này không phải giọng Hòa Minh Di. Anh ơi, Hòa Minh Di nhảy được tiếng Nam đó. Ờ vậy hả? Dạ em nói đến giọng Bắc nữa. Tao nói giọng Bắc cho anh ba nghe coi. Dạ là giọng Bắc đấy ạ. Nhưng mà anh ba có công nhận những cái người bạn ở Vinh, Nghệ An á, họ nói được cả hai giọng, hai miền. Anh ba có thấy vậy không ạ? Giọng Nghệ An là vui lắm, nói rất hay, nghe là biệt liên. Giọng nói đi lên luôn. Nói chung là giọng người Nghệ An nói chuyện chung chi đồng cao trên cao đấy. Em hiểu hết á, em cũng thích lắm. Tại em có ăn đồ ăn Nghệ An rồi ngon. Thôi đừng xào mô, chưa đi Nghệ An mà ăn đồ ăn Nghệ An. Gì anh Thành đâu phải người Nghệ An đâu, anh Thành cũng nói được tiếng Nghệ An vậy. Thấy chưa, xoay vòng vòng chưa. Cả treo dễ sợ. Vậy là mà chơi ma sói là mọi người thua á. Em là... Điên thua đầu tiên. Trời tức cái bà Miêu này quá luôn á anh. Trời ơi trời. Bây giờ nó là con mèo hay là Harry Won vậy? Không biết. Đây là một chiếc Miêu vô cùng tự tin nha. Bạn này nên đi xa với chương trình. Dạ. Bạn này quá thú vị đi. Rất là xứng đáng luôn anh. Thông minh, hay duyên quá. Dáng. Chọn bài hay. Chốt sổ. Chúng tôi cần một cái tên. Quý vị ạ. Trần Hà Nhi. Thôi em ý kiến đây. Dạ, em là em buồn nên quơ quy nhất trong cái dòng này luôn. Không có cái nghệ sĩ nào mà đặt cái tên là Trần Hà Nhi trơn. Nghe nó sớt. Kỳ cục lắm. Dễ thương. Miu ơi, chị bảo đảm bốn người ban cố vấn chỉ có mình chị là nghe em hát rồi đó Miu. Anh Thành anh nghe em hát lần rồi mà anh không nhớ. Cái gì? Lúc đó anh có vợ rồi. Chứ anh không có vợ là anh nhớ em. Nói lại, anh có nghe em hát rồi hả? Anh nghe em hát một lần rồi, đúng một lần duy nhất. Chắc không? Chắc luôn, thề mứa đảm bảo. Nếu có nghe thì anh chỉ có nghe Vũ Thảo My thôi, anh sẽ chốt em là Vũ Thảo My. Yeah. Vũ Thảo My, chốt. Anh ba ạ. Hả? Bây giờ hết hồn rồi. Dạ. Vẫn giữ lập trường Hòa Minzy. Hay. Yeah. Hòa Minzy, cảm ơn anh ba. Tiên thì sao ạ? Thôi thì lỡ sai thì chịu nhục thôi, không sao hết. Hà Nhi. Hà Nhi. Thôi chị Tiên đoán sai, vòng này không sao. Ta tứ tài đẹp. Ta tứ tài đẹp. Trời ơi. Miêu duyên sao? Dáng quá. Nó lành quá. Bà đó là bà phải gửi qua ở chung với cái bà O Sen. Trời đất ơi. Hai bà gây lộn giọng ba miền mới vừa cái nết của bà. Bà bướm mặt trăng nữa. Bà bướm mặt trăng nữa, đúng rồi. Trời ơi. Nghe, bà với bà bướm mặt trăng với bà O Sen, ba bà ở chung một nhà là thế nào tới cuối tháng mở ra cũng mất một người. Tụi nó thiệt cỡ gì vậy. Hai đứa còn lại bóp cổ. Và nói gì để bảo mật danh tính Miêu quý tộc, chúng tôi xin mời hai vệ sĩ bước ra và hội tổng Miêu quý tộc vào trong ạ. Xin mời. Ôi dồi ôi, nãy giờ ban cố vấn xoay em đến chóng cả mặt. Tụi thuyết áp, đau đầu, đói bụng, mệt muốn xỉu luôn á. Không phải cho em vào trong, em ăn cái gì cho em có sức ra em trả lời phỏng vấn tiếp nha. Thương em đi. Mà thật ra tính chất bảo mật của chúng tôi vô cùng nghiêm ngặt. Kể cả 15 nghệ sĩ này họ cũng không biết nhau luôn. Không thiệt á, chương trình làm việc rất là chuyên nghiệp. Ngay cả cái người mà đưa cơm nước vô cũng không biết nghệ sĩ là ai nữa.
À, tôi có định chị đưa cơm vô em hỏi nó, chị nãy đưa vô cho ai vậy? Chị nói tới trước cửa đã đuổi chị về rồi. Và trước khi ta bước vào màn trình diễn bùng nổ kế tiếp, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi nghỉ giây lao trong một phút. Và ngay bây giờ sẽ là một nhân vật mà ở lượt đấu đầu tiên đã gây ra sự nhiễu loạn thông tin. Hãy cùng chúng tôi xuống biển sâu để chào đón Kim Sang ơi! Bây giờ sẽ là những điều đầu tiên công chúa Kim Sang Ư gửi đến tất cả quý vị. Nghe những màn khác khác, tôi luôn mong ước có một cuộc sống được mỗi người yêu thương sức. Nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống luôn có những thách gần mà tôi cần phải vượt qua. Thử thách luôn đến nỗi một tôi không ngừng nỗ lực, và khi đã vượt qua nó, tôi nhận ra mình mạnh mẽ đến nhường nào. Tất cả những vết sẹo trên cơ thể và tâm hồn đối với tôi đều là những tấm huy chương. Và đêm nay đứng trên sân khấu này, tôi khát khao dùng những tấm huy chương ấy để được hát và thể hiện chính bản thân mình một lần nữa trên sân khấu The Mask Singer. Khó nha. Rất nhiều dữ liệu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe bài hát công chúa Kim Sang Ư đã lựa chọn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời.
gian trôi quá nhanh, chẳng muốn ai sống hơn một lần. Khi đã quên với thăng trầm, tôi biết chả có vết thương trong tim. Oh. Vì sao cha ơi, chẳng nghe con nghe, cùng cha tiếp nối từ lâu chôn giấu. Khi đã phải quên đam mê đời mình, để con no ấm cho chật vật mưu sinh. Vượt qua sóng gió, lời cha dẫn bước, mở rộng tiếp con. Cha trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời, chỉ nhiều tiếc nuối khi ngước lên cao. Sao cha không mất cùng tôi lâu hơn? Con cứ tin con đã luôn hiểu hết về cha. Chôn giấu khi đã phải quên đam mê đời mình, để con no ấm cho chật vật mưu sinh. Vượt qua sóng gió, lời cha dẫn bước, mở rộng tiếp con. Bao dung nhà cha trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời, chịu nhiều tiếc nuối khi ngước lên. Xin cảm ơn Xuân Thảo, Đình Lộc, Thank You Dancer. Xin cảm ơn tiết mục rất là tuyệt vời vừa rồi của công chúa Kim Sang Ngư. Công chúa Kim Sang Ngư đang rất là nhiều cảm xúc. Huy xin phép được nhường cho hội đồng cố vấn. Xin mời anh ba. Thực sự một giọng ca như một cái núi lửa ngầm vậy đó. Nó đang tan chảy trong trái tim chúng tôi. Và thực sự rất là cảm xúc. Một giọng ca rất là ngọt ngào, tình cảm. Chúng ta thấy một vũ đoàn múa rất là đẹp, dàn dựng, rất công phu mọi thứ. Rất là tuyệt vời, nhưng mà thực sự không ngăn nổi cái sự xúc động. Xin chúc mừng em. Xin mời anh Thành ạ. Thật sự ra đây là một cái cú lừa quá lớn của cô Kim Sang Ngư này dành cho chúng tôi. Cái giọng của cổ tuần trước với tuần này là hai người khác nhau. Và đó là một cú lừa quá ngoạn mục. Khi mà cô này cô cất lên mấy chữ đầu tôi biết cô là ai ngay. Khi mà mình nghe một bài hát mà mình khóc á, chắc là mọi người nghĩ là cái bài này là nhạc phim của phim Bố Già. Thành không phải khóc vì cái điều đó đâu. Cái thật sự mà tôi rơi nước mắt là cái cách mà cô Kim Sang Ngư của em rất là cảm xúc. Không biết là do cô có cái câu chuyện với bố của mình cô hát mà cô xúc động nhiều đến như vậy. Thậm chí cô nghẹn cô không hát được tiếp. Hay là cái cảm giác đã lâu lắm rồi mình mới được thăng hoa như vậy trên sân khấu. Còn tôi thì tôi khóc vì cái thứ nhất là cái cách mà cô xúc động với bài hát. Cái thứ hai là tôi khóc cho một người nghệ sĩ, tôi khóc cho một tài năng. Nếu như cổ là cái người mà tôi đoán đúng thì đáng lẽ cổ phải được đi xa hơn rất là nhiều với cái khả năng và tài năng của cổ. Cảm ơn Kim Sang Ngư đã có mặt trong chương trình hôm nay để mang đến cho mọi người một cảm xúc như thế này. Xin mời Tiên ạ. Những cái gì là xúc động nhất thì mọi người ở đây chắc cũng đã cảm nhận hết rồi. Bây giờ mình thay đổi không khí tí xíu đi nha. Mà hồi nãy anh Thành bảo là đây là cái cú lừa lớn nhất từ đầu chương trình tới giờ. Thì công chúa cho em hỏi là làm sao cái tập trước công chúa có thể hát bằng cái giọng đến nỗi mà cả hai anh em đều nghĩ là giọng nữ trầm, giọng thổ như vậy được? Làm sao? Cách nào? Đó là một cái micro được xử lý rồi đúng không Kim Sang Ngư? Đầu tiên cho Kim Sang Ngư xin chào Trấn Thành. Xin chào Tóc Tiên. Xin chào anh Ngọc Sơn, xin chào Huawei, xin chào quý vị khán giả và xin chào Bắp. Nãy giờ Kim Sang Ngư có một chút xíu về cảm xúc của mình. Thực sự là có coi qua bộ phim của Trấn Thành rất là hay.
bản thân mình rất là yêu thương bố. Và làm sao để mình có thể vượt qua được tất cả, cũng được bố ở bên cạnh. Mỗi lần ở nhà tập hát á, đều khóc như vậy hết, không có kìm được. Có một cái sự đồng cảm từ Trấn Thành, bởi vì cá biết được là Trấn Thành rất là yêu bố, giống như cá vậy. Cá còn rất là may mắn đã trải qua rất là nhiều mùa dịch, nhưng bố vẫn còn ở bên cạnh mình. Cảm ơn ca khúc này, cảm ơn Trấn Thành đã làm ra bộ phim đó, để cho cá cảm nhận nhiều hơn làm sao để mình có thể bảo hiểu, có thời gian là mình ở bên cạnh ba mẹ liền. Đúng. Cảm ơn cá đã có mặt ở chương trình The Masked Singer để mang đến những cảm xúc như thế này thật sự. Hồi nãy người đẹp tóc tiên có hỏi một câu, hỏi là có chỉnh qua micro không? Đúng rồi, có chỉnh làm không? Làm sao mà làm được như thực vậy? Không có chỉnh qua gì. Thôi vậy là chị quá kinh khủng luôn. Ủa là tự hát vậy đó hả? Sao ngư tự hát? Trời ơi! Trời đất ơi! How can? Trời ơi, cái giọng này mà hát cái giọng tuần trước sao khó quá vậy ta? Anh ba ơi, đây là Thành là giọng nữ kim chứ không phải là hồi nãy là tụi em nói lỡ nói sai. Này thì chắc chắn mình nghe giọng nói thì mình biết là một người sống rất là tình cảm và sóng gió cực kỳ nhiều trong cuộc đời. Điều thứ hai, không phải là giọng nữ trầm không mà có giọng nữ cao rất đẹp kìa cả nhà. Có lúc mà hát giống như hơi cái tây tây, những cái nốt gió hoặc nốt rất là lả lơi. Giọng này giọng đẹp lắm, giọng này hát là chắc là siêu nổi tiếng. Tôi cũng nhắm nhắm một người nào đó rồi, một người là tôi rất là yêu. Tôi nhớ không lầm thì giọng ca này giống như giọng ca của Như Quỳnh. Ồ, cũng nhiều biến cố. Cũng nhiều biến cố đúng không ạ? Cũng dễ xúc động. Cô Huy, bà nghĩ lại. Em hoàn toàn ủng hộ anh ba Ngọc Sơn. Đây là lần đầu tiên trong chương trình cái cảm xúc như thế này sâu lắng chạm trái tim. Em xin cảm ơn. Hồi nãy bước ra là em đã nghi nghi đây là một ca khúc lay động lòng rồi, bởi vì là có một giọt nước mắt bên má trái của cá mới thêm vô. Ủa đâu, đâu? Dạ đây. Ý, có thêm. Thì thường quá, bữa nay Kim Sơn Ưu làm tôi xúc động quá, hát hay quá. Đúng là người nghệ sĩ nhạy cảm nha. Hát cái chữ nào cái tưởng tượng ra rồi là xúc động theo bài hát. Em, bây giờ mình có con cá rồi, mình có cần kêu thêm con cá ra đúng không vậy em? Công chúa Kim Sa Ngư là cá cảm động, bây giờ em mang con cá cảm lạnh ra. Anh sợ cái con Kim Sa Lốc quá à. Xin mời manh mối của công chúa Kim Sa Ngư ạ. Ủa sao hôm nay giếng nhà em nó khói quá vậy ta? Mà khói quá. Cái gì vậy? Nóng quá, ở trong em nướng ốc. Thôi, một định luật vật lý vô cùng thú vị. Trong giếng nước nướng ốc ăn. Duyên dáng, duyên dáng. Lâu rồi. Nóng quá. Em đang làm cái nhiệm vụ là nướng cái con sò này nè. Bên trong anh nhìn đi, có cái gì? Mỡ hành. Không phải tự nhiên mà để mỡ hành này không đâu. Em xin tiết lộ một cái thông tin rất là đáng luôn. Là ngày xưa cái chị Kim Sa Ngư đó là chỉ có một người em. Em của chị là không biết ăn hành. Chị rất là thích ăn hành. Cái chị dạy cho em chỉ ăn một tí thôi, một tí thôi, một tí thôi. Thành ra chị ăn một ký luôn. Chị ăn nhiều quá. Thành ra bây giờ chị ghét hành. À, rất sợ ăn hành. Cảm ơn bé Lóc, hôm nay thông tin bổ ích quá nè. Dạ. Lát nữa hành này là nướng em đó. Sợ quá. Chị sĩ, xuống vô. Dạ. Trấn Thành ơi, hình như có một nữ danh ca lớn lắm mà hát rất hay, đi chung với anh vào quán rất kỹ hành. Bao nhiêu hành gấp cho anh hết. Ai vậy anh? Thôi bí mật. Trời ơi, ba chơi gì đâu được. Là cách của anh đó anh xịn. Anh có thể bật mí nhẹ nhẹ đem đoán phụ coi. Từ từ bật mí là lộ hết. Anh ba chơi chiêu của mình luôn chứ. Anh ba thích nghi nhanh quá. Tôi chỉ hỏi Kim Sa Ngư đã từng sanh hoạt trong nhóm nhạc nào chưa? Tàn. Kim Sa Ngư rất là ham vui. Có cái đám nào mà vui vui á, làm Kim Sa Ngư sẽ xúm vô đó. Vui là Kim Sa Ngư sẽ đi chỗ khác liền á. Đó là trên hai nhóm. Thôi được rồi, tôi đã biết rồi. Cái người mà làm cho bà ghét hành là ai em biết không bắp? Bực mí đi anh xịn. Đó là Phi Hành Gia Heo.
Ta da. Ủa? Có Phi Hành làm cho bà này ghét anh. Trời. Không phải đâu. Kim Sanu rất là thích ăn hành phi, nhưng mà lại không ăn được hành sống, nhất là hành lá. Trời ơi, nghe Phi Hành sao tôi muốn lấy con cá lóc tôi ra tôi nướng trui ghê vậy đó thiệt á. Em dọn món sẵn rồi, lát vô dùng bữa thôi. Nè, bây giờ tôi lại tiếp tục chơi một trò chơi thiệt là dễ thương. Tôi sẽ ghi tên của Kim Sinh Ngư vào tờ giấy gửi lại cho ban tổ chức. Em gửi vô. Em gửi luôn phải không? Chúng ta thua chầu này chúng ta sẽ bị gì nè? Chúng ta sẽ dắt cho Kim Sinh Ngư đi ăn hành. Alo, dắt Kim Sang Ngư đi ăn bất cứ quán nào Kim Sang Ngư thích. Ha ha. Còn nếu chúng tôi thua thì chúng tôi sẽ bị quê thêm một lần nữa thôi. Tôi chỉ bật mí cho quý vị khán giả biết là tại sao bạn ấy tên là Kim Sang Ngư. Nó có manh mối trong đó đó. Kim Sang Ngư. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không nói đâu. Trời ơi, tuổi con cá. Tôi đã nộp rồi, tôi đã nộp. Em trình bày dạ. Anh Ma Quy ơi, nãy giờ chắc là anh Ma Quy cũng muốn biết thêm nhiều thông tin về cá đúng không? Nhưng nói luôn bây giờ thì sẽ không có vui, hay là để qua dòng Kim Sa Ngư bật mí thêm thông tin. Thông minh, đó là một cách kêu gọi bình chọn thật khéo léo. Đúng. Kim Sa Ngư quá là đa tài, tại sao có thể lừa được từ một cái giọng nữ thổ qua một cái giọng nữ cao như vậy? Bạn này còn quá nhiều tiềm năng, khán giả ơi. Xúc động, tiềm năng, duyên dáng phải giữ lại. Đúng yes. Rồi, giữ lại Kim Sơn Ngư. Và bây giờ tóc tiên anh Chiến Thành đã viết giấy cho chúng tôi. Anh Ba thì tuyệt đối giữ bí mật. Như vậy rồi. Thì chỉ còn một cái tên từ vị trí của Wowie. Theo như cái dự đoán ban đầu của em á, khi nghe qua những cái hint ở tập trước và nghe giọng thì em vẫn giữ cái ý kiến đây có thể là ca sĩ Như Quỳnh. Nhưng mà thiệt ra nha, cho em thêm ý này, ban đầu em với anh Thành là cũng bị lộ ngay mấy câu đầu á, cái cách nhả chữ làm cho em liên tưởng đến một cái tên, đó là Bùi Lan Hương. Nếu như bạn thật sự là Bùi Lan Hương thì chúng tôi thua, tại vì chúng tôi viết vào một cái tên khác nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Đó sẽ là một ẩn số, chúng ta sẽ bật mí nếu mà Kim Sang Ngư phải lộ diện. Nhưng mà bây giờ thì đã lúc mà phải đưa công chúa Kim Sang Ngư về là thủy cung rồi. Xin mời biệt đội áo đen cun ngầu của chúng tôi. The Masked Singer Việt Nam xem sớm nhất trên Vion thứ bảy hàng tuần. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Và ở lượt thi đầu tiên của bảng này thì một nhân vật đã gây bùng nổ hội trường chúng ta, ca khúc All By Myself. Và tuần này trở lại với một bài hát khủng khiếp hơn nữa. Yeah. Hãy cùng chúng tôi chào đón Lady May. Chào Lady May. Sao hôm nay hiền hậu hơn hôm bữa nhiều quá. Không có hiền nha, ra là cũng thần thái ngời ngời á. Mà bà ra bà tự tin lắm, biết sao không? Dạ sao anh? Tuần trước bà năm mấy phần trăm lận. Wow, top 1, dẫn đầu. Dạ. Thưa anh ba nhìn cái vóc dáng, cái cách đi đứng anh ba nghĩ là ai? Wow, thần thái chắc chắn là một ngôi sao trẻ. Anh ba nói chuyện có vẻ hơi hướng giống Wowie rồi đó. Chứ ai không biết ngôi sao ca nhạc à. Em tức anh ba ghê á. Ý anh nói là giọng hát này sẽ tỏa sáng, sẽ mạnh lắm. Chứ không phải là ca sĩ bình thường. À, ý anh ba nói là nội lực. Nội lực, họ có thành công trong sự nghiệp rồi. Có thể là thi có giải thưởng và được đại gia đình khắp nơi yêu mến. Đó là mày đó. Em đã diễn chung với anh ba một lần nào chưa? Rồi luôn. Rồi nha, rồi nha, chờ đợi nha. Và bây giờ sẽ là những điều đầu tiên mà Lady May gửi đến hội đồng cố vấn. Xin mời đoạn clip. Cuộc đời của Lady May tôi cũng có những cơn bão đáng nhớ. Tôi đối mặt với cơn bão đầu tiên khi tôi mới 17 tuổi. Tôi quyết tâm thể hiện mình. Nhưng có lẽ do tôi còn quá trẻ nên chưa nhận được sự đồng thuận của những tiền bối May trong vùng. Tôi suy sụp và còn phân vân về khả năng của bản thân. Nhưng sau này, tôi còn gặp nhiều cơn bão dư chấn hơn nữa. Tôi nghĩ rằng ở dưới tâm bão,
mất mối là nơi bình yên nhất. Tôi đã đi qua những ngày mưa bão như thế, và hôm nay tôi sẽ cùng nắng đem tới những điều ngọt ngào đến với sân khấu của The Masked Singer. Hãy cùng chào đón tôi nhé. Lady May, I got you. Chắc chưa? Chắc. Lần trước tôi cũng mạnh dạn tuyên bố tôi sai. Tôi sai rồi. Nhưng lần này I got you. Và bây giờ May sẽ gót anh xin lại bằng bài hát này, bảo đảm bất ngờ hú hồn. Xin mời bài hát của Lady May. Hey!
Làm sao em có thể tuyệt vời vừa hát như xong thế? Là hát liền á. Là tại vì em vừa làm điều tuyệt vời chứ là sao? Oh my god. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Từ sau bài này, Tiên và anh Thành chắc chắn là hai fan nhiệt tình nhất của Lady May. Trời ơi em ơi, em làm anh khóc em ạ. À, bài này là bài hit đầu tiên của Hoài Lâm. Là một trong những cái bài mà nó thách thức mọi cái người cover nó. Thì em ơi, ngày hôm nay em cho tôi lại một cái cảm xúc wow, không biết nói như thế nào. Thật sự là quá thăng hoa, cảm ơn bạn rất là nhiều luôn May ơi, cảm ơn. Anh thấy lửa cháy. Dạ. Những ngọn lửa đang cháy bùng lên trong tim của chúng ta. Và bên trong ngọn lửa đó anh thấy là ánh kim. Ánh kim hả? Đó là vàng không sợ lửa, yeah. Nằm trong với lửa. Sao mà nghe nó huyền ảo vậy anh ba nhờ? Mạng này được sao kim và sao hỏa độ thì kim và hỏa thì nằm trong ngày 15 tháng 5. Ông vẫn bảo vệ ý kiến hòa minh si của ông. Ngày 15 tháng 5 trùng năm sinh với Hòa Minh Di 1995. Xin chào Hương Tràm. Ủa sao quay xe? Trời ơi, anh ba dẫn dắt quá, thuyết phục. Anh ba dẫn của twist cuối phim hay quá. Từ xem tử vi qua xem ngày tháng của Hòa Minh Di, đồ bẻo quá Hương Tràm. Wow. Thật ra đó, khi mà bạn hát tới bài này rồi á, Thành có một đáp án riêng cho Thành. Nhưng mà tôi cũng sẽ đưa ra những cái option để quý vị cùng suy nghĩ. Option của anh ba cũng là một option đúng. Tại vì ở Việt Nam những bạn trẻ có cái trạc tuổi như thế này thì mấy ai có cái voice mà lên được những cái quãng rộng đến như thế đâu phải không ạ? Dạ. Hương Tràm cũng là một option rất là có khả năng. Và một cái option nữa để hát được thoải mái, thoáng mà xử lý tinh tế được như thế, hiện nay một là Lâm Bảo Ngọc, yeah. Hai là Võ Hạ Trâm mới hát được cỡ này. Thế còn Nhật Thủy thì anh? Nhật Thủy cũng là một option tốt, nhưng mà anh thiên về Trâm hơn. Tại vì Trâm xử lý những cái quảng cao như thế này trong tầm tay á. Cảm ơn Lady May đã cho Huawei một cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Mình có thể thấy được hả mây sáng, và mình có thể thấy được hoàng hôn đang buông xuống luôn. Cảm xúc rất là thăng hoa, Huy nói thật. Bây giờ tới cái phần này là phần nguy hiểm nè. Huy muốn hỏi Lady May là gần đây có phải mình gặp nhau trong cái bữa tiệc sinh nhật không? Sinh nhật nào nhờ? Trời ơi, em không biết sinh nhật ai hết. Lady May nói thật nha. Trời ơi, chơi mà hâm dọa ca sĩ người ta trời. Huy ơi, hãy nhớ lời May nói ở tập trước. Vui thì mới trả lời thiệt. Vui thì May thật, May không vui, May mưa. Rồi, ok. May ơi, cho Tiên hỏi là trong cái đoạn VT có hình của nữ ca sĩ Thu Minh, thì mối liên hệ của mình với lại chị Thu Minh ở đây là cô trò, là đồng nghiệp hay là một thần tượng hay như thế nào, mày có thể chia sẻ được không? Thu Minh là idol của May ạ. Có theo dõi chị Minh rất là nhiều. Em có nhớ trong cái clip nó còn chi tiết nữa, đó là có anh Bùi Anh Tuấn ở trong đó nữa. Thì điều đó mang ý nghĩa gì nào? Có thể là cả hai người cùng tham gia cuộc thi. May thích anh Bùi Anh Tuấn là bởi vì anh ấy hát hay và đẹp trai và hát ballad. Và May cũng hát ballad giống anh Bùi Anh Tuấn. Đúng rồi. Trời. Phân tích. May có hay chơi sập sám không May? Dạ không ạ. Nhưng mà May ơi, lúc mà ở cái đoạn cuối phần trình diễn của May á, trước khi May buông hai cái chữ cuối cùng á, là Tiên nghe được cái tiếng nấc của May. May dừng lại hoàn toàn luôn. Là lúc đó là mình xúc động quá, mình tuôn trào đúng không? Thật ra bạn này á, nghệ sĩ tính lắm. Dạ. Bạn này hát rất là tự do, đúng nghĩa là phong độ từng đêm luôn. Rất là bản năng theo cái kiểu là đêm đó khán giả trao tôi cái gì là tôi sẽ hát theo đúng cái năng lượng như thế nào mà người ta trao cho tôi. Rồi ngày mai có tắt tiếng kệ. Đúng không em?
khác như đây là lần cuối vậy đó. Ta đã trò chuyện cùng với May rồi, bây giờ sẽ là một món đồ rất quan trọng với Lady May. Nào, xin mời cá thần của em. Từ ngày chương trình phái đại sứ giếng tinh cá lóc cute của em. Phái con này tới là để phá người ta chứ không phải để giúp người ta. Đó làm em nhớ tới cái vở hài kịch mà bóng bóng bang bang bóng bóng mi bang bang bóng bóng bang bang bóng bóng mi bang bang lên nắng cơm ra nhà cơm bạc nhà bóng 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 bang 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 bà lên quá. Lên kìa, trời ơi là trời. Ê, ơi. Cái này chắc võ hạ trăm quá. Đây, để dùng tiếng sáo để gọi lóc lên. Âm thanh tiếng sáo bắt đầu. Về lòng sao lên đi, lên đi. Lên đi. Trời ơi, có kiểu sàn. Ủa? Sao hôm nay chỉnh chu quá vậy? Tại vì em thấy Lady May đẹp quá, cho nên em muốn xây dựng hình tượng giống như Lady May vậy đó. Trời ơi, Lady May. Lady Lock. Ủa? Mà tôi kêu Lock bên đây để mang cái khiến vật lên, chứ phải lên tay không vậy? Đương nhiên là em tới đây phải có vật dụng rồi, chứ đâu có vô tri đến đây đâu. Lần đầu tiên của Lady May đó chính là một giỏ quà. Một giỏ quà. Giỏ quà của Lady May nha. Wow. Chưa hết đâu, em xin tiết lộ một chút xíu, đó chính là cái giỏ quà này là do khán giả lần đầu tiên tặng Lady May. Wow. Thông tin đã có về dữ liệu của Lady May. Lady Lock. Ơi. Trời xuống. Xuống. Cảm ơn em. Em ơi sao nó xuống, anh lấy quà ta xuống luôn vậy. Câu lên lại. Ủa? Em tưởng là tặng cho em không đó. Đây. Trời ơi. Con quỷ Lock. Đem con này đi làm mắm đi. Anh ơi Lock lâu quá không có người cho ăn. Hơi đói. Một giỏ gấu bông. Đây là quà lần đầu tiên em được nhận từ fan của mình đúng không Lady May? Dạ đúng rồi ạ. Lady May nhận cái này năm bao nhiêu tuổi? Dạ, lâu lắm rồi. Nhưng mà để em nhớ xem. Trong dịp nào ạ? Em đi diễn ạ. Là ở Việt Nam hay là ở nước ngoài hả May? Em không nhớ nữa. Lâu lắm rồi. Nhớ được món quà đầu tiên mà không nhớ nhận ở đâu. Mà hôm nãy Lady May nói Lady May có đi diễn chung với anh ba là trong dịp nào ạ? Nghe bà nói không? Ê, bà tinh tế. Mà Lady May này cũng được cái nè. Muốn nhớ nhớ là muốn quên luôn. Em ở trẻ mà. Dạ bay hoài. Quên. Quên. Ký ức tới ký ức đi bất ngờ lắm. Thôi đến thôi đi. Easy come easy go. Duyên, anh ba có diễn chung với ai? Võ Hà Trâm hay là diễn chung với lại Võ Hà Trâm, Hương Tràm anh cũng diễn chung nữa. Diễn chung có chứ anh ba. Bắc. Có anh ba vẫn bảo toàn. Anh ba có diễn vẫn bảo toàn lực lượng. Anh ba có diễn chung với bạn Nhật Thủy chưa? Khó lắm. Đang bảo toàn lực lượng, bảo toàn lực lượng. Bảo toàn lực lượng, bảo toàn lực lượng. Như vậy là chúng ta sẽ đến với lại quyết định cuối cùng. Chúng tôi đã gửi cái đáp án ở vòng này của chúng tôi cho ban tổ chức. Gửi riêng ạ. À. Dạ. Nếu như chúng tôi sai ở lần này thì chúng tôi sẽ dắt Lady May đi ăn riêng. Đãi bạn ấy ăn thiệt là nhiều. Do cái nhà hàng nào bạn ấy tự chọn. Dạ nhưng mà anh Trấn Thành cho em hỏi là chúng tôi mời Lady May có nghĩa là anh Trấn Thành mời Lady May hay là chúng tôi? À không có chúng tôi nha anh Thành. Không có chúng tôi nha anh Thành. Anh Thành. Ủa sao em lật mặt? Lý do vì sao không có chúng tôi là bởi vì em đã có đáp án từ dòng 1.
Wow. Em không có sửa đáp án luôn. Anh xin lỗi em, nó khinh anh. Nó đang khinh anh, nhưng mà không sao. Ok, mặc dù đáp án lần này của tôi hơi trễ, nhưng mà tôi vẫn phải có một cái đáp án để mình tin rằng là mình nghe đúng, kiểu vậy thôi. Em thấy Lady May là rất nhiều năng lượng ở bên trong nha. Hồi nãy gặp bạn cá lóc á, Lady May bay lại luôn. Mà trước đó em dặn rồi, May ơi đừng di chuyển, coi chừng lộ manh mối đồ. Không, anh vẫn lại vẫn bung lụa luôn. Tại ba đang sướng, hát hay sướng quá. Em đã bảo là vòng đầu là em thần tượng anh Trấn Thành, nên là em thích hài kịch lắm, mê lắm. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ giữ bí mật cho anh Trấn Thành cái tên Trấn Thành chọn. Tóc tiên, hãy cho tôi một cái tên. Em thì em có phần nghiêng về hai bạn, hoặc là bạn Nhật Thủy, hoặc là bạn Lâm Bảo Ngọc. Anh Ba, anh vẫn giữ quyết định của mình, đó là Hương Trà. Wowie, em tin vào lời của Lady May là chưa gặp em, cho nên em sẽ giữ quyết định là em gái mưa Hương Tràm. Wow. Hương Tràm và Hòa Minzy đều có chung tháng năm sinh, đó là tháng 5 1995, nhưng mà khác ngày thôi. Hả? Tôi nói là chính xác, các bạn lên mạng search. Anh Ngọc Sơn. Ok, yeah. Tháng 5 tiếng Anh có nghĩa là May. Ờ đúng nha. Ờ ha, vậy là khoanh dùng được. Thông tin đã đủ, đã đến lúc May lên lại rồi. Hạ trần nhiều quá, tăng động quá. Mong là mọi người chọn đúng và good luck to everyone. Hộ cho May nha, không May buồn, May mưa đó. Và thưa quý vị, chúng ta một lần nữa chào đón năm chiến binh xuất sắc đã hoàn thành xong lượt thi thứ hai của mình ở bảng này. Lượt chơi chúng ta đó chính là những nghệ sĩ ở một bảng sẽ hoàn thành hai lượt thi. Tôi sẽ cộng dồn số điểm của hai lượt thi này và chọn ra phần trăm bình chọn cuối cùng để xem ai là người phải lộ diện. Nhưng mà trước tiên chúng ta cùng nhau lắng nghe những cảm nhận của hội đồng cố vấn. Cảm xúc của họ ra sao, ấn tượng gì đã động lại cho lòng họ. Xin mời anh Trấn Thành. Cảm ơn các nghệ sĩ đã tạo ra một cái đêm âm nhạc thật sự rất là hoành tráng, mang cái chất lượng cảm xúc rất là cao. Và cái điều đó chúng tôi ít có thể nào thấy được ở những cái show diễn bình thường. Chỉ có những cái show diễn mà nó mang cái tính chất là đồng nghiệp gặp đồng nghiệp, có sự cạnh tranh nè, cũng như là mình được một lần nào đó để chinh phục lại khán giả, làm cho bản thân mình mới hơn. Cho nên các bạn hát đặc biệt cảm xúc và tôi yêu cái điều đó vô cùng. Đây tôi tin chắc chắn sẽ là một cái lần mà khán giả được tập trung hoàn toàn vào giọng hát của các bạn. Họ sẽ muốn tìm hiểu xem đằng sau lớp mặt nạ đó là ai, và họ phải kiếm các bạn cho bằng được với những sản phẩm các bạn đã làm trước đó. Và sẵn ngày hôm nay tôi xin được dành một câu thơ tặng cho nhóm 5 người này, bởi vì tôi quá yêu các bạn đi. Chào mừng các bạn đến đây, cá heo cây lúa cụm mây con mèo. Cảm ơn Trấn Thành ạ. Xin mời anh Ba Ngọc Sơn ạ. Tôi muốn ngồi hoài luôn vậy đó. Nghe hay quá trời hay. Năm giọng ca ôi tuyệt vời làm sao. Có những cảm xúc rất kỳ lạ. Và có khi chúng tôi không cầm được nước mắt. Và cái ngày quay hôm nay tôi nhớ mãi. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Ba Ngọc Sơn. Xin mời Tóc Tiên. Dạ, thú thật là trong suốt quá trình làm nghề của mình á, có những lúc cái lửa nghề trong em nó bị chững lại. Thì chính những chương trình như thế này, chính những cái người nghệ sĩ như thế này đã làm thức tỉnh em, đã làm cho em cảm thấy biết ơn cái nghề của mình hơn, biết ơn những tràng pháo tay, biết ơn những cái người đằng sau sân khấu để làm cho tụi em được tỏa sáng. Vì vậy mà em rất là cảm ơn chương trình The Masked Singer Việt Nam cũng như là năm anh chị em nghệ sĩ ở đây. Và xin mời Wowie. Dạ, đối với em thì hôm nay chương trình đã đưa em qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Từ vui, có ngạc nhiên, có ngưỡng mộ, có. Và em được ngồi cùng với anh Ba Ngọc Sơn cũng là một vinh dự. Đây là lần đầu tiên em làm mà em có được một cái cảm xúc như vậy, chỉ có tại The Masked Singer Việt Nam. Anh Ba vẫn còn rất nhiều cảm xúc, xin mời anh Ba. Đại gia đình đang xem chương trình có biết không? Và nếu mình nghe xong mình tưởng đâu là hát nhép, nói thật. Sao hay dữ vậy? Mà mình đang nhìn sau ban nhạc, wow, ban nhạc Hoài Sa chơi hay quá, mà các bạn hát live đúng là khủng khiếp. Tôi đi đâu tôi cũng hay nói là đây là ngôi sao ca nhạc truyền hình. Truyền hình là rất là khắt khe và rất là giỏi.
Và xin cảm ơn đại gia đình của tôi đang ngồi dưới đây đây, những bạn rất là đẹp. Các bạn đã làm cho chương trình rất là tuyệt vời. Nãy giờ em thấy là mọi người cũng đợi lâu quá rồi, chắc cũng khát nước lắm. Hôm ấy mình sảng khoái bằng thùng Pepsi được không ạ? À? Gợt lia lịa rồi. Và quý vị thân mến, Ngân hàng Quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Giải thưởng sẽ được trao qua thẻ VIB Travel Elite, thẻ tín dụng với phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh nhất chỉ 1.75%. Và thưa quý vị, trước khi đến phần bình chọn của khán giả tại trường quay, sẽ là lượt bình chọn của hội đồng cố vấn. Xin mời. Và hết thời gian, cảm ơn hội đồng cố vấn. Và bây giờ là 99 khán giả tại trường quay. Xin mời bình chọn, thời gian bắt đầu. Và hết thời gian. Cảm ơn 99 khán giả tại trường quay. Và thưa quý vị, Huy đang cầm kết quả trên tay. Đầu tiên, Huy sẽ công bố lượt phần trăm bình chọn ở lượt thi đấu thứ nhất. Dẫn đầu Lady May với 54,36%. Tiếp theo Miu Quý Tộc 18,45%. Phi Hành Gia Heo 11,65%. Chàng Lúa với 8,74% lượt bình chọn. Và cuối cùng đó chính là Công Chúa Kim Sang-ngư 6,80% lượt bình chọn. Và tiếp theo sẽ là tổng kết quả bình chọn chúng tôi cập nhật ở hai lần thi đấu. Và dĩ nhiên đây sẽ là con số cuối cùng. Huy sẽ công bố dành cho người dẫn vị trí cao nhất trước với tổng lượt bình chọn là 37,86%. Xin chúc mừng tấm vé an toàn đầu tiên, đó chính là Lady May. Tiếp theo ở vị trí thứ hai với tổng lượt phần trăm bình chọn 21,36%. Wow, có sự lừa ngược dòng đó. Bực Mỹ, đây là một điều bất ngờ. Các bạn đoán đó là ai ạ? Đó chính là Công Chúa Kim Sang-ngư. Oh my god. Cáp lội ngược dòng thành công. Và tấm vé an toàn thứ ba với tổng lượt phần trăm bình chọn sau hai lượt thi đấu 16,50% đã thuộc về ai ạ? Mình bắt chiếc loài mèo kêu nha. Miu Quý Tộc. Và hai cái tên còn lại, xin mời Phi Hành Gia Heo và Chàng Lúa hãy tiến lên phía trước. Chúng ta có thể nắm chặt tay nhau, bởi vì chỉ còn một tấm vé đi tiếp mà thôi. À, các bạn sẽ nghĩ ai có xác suất an toàn hơn ạ? À? Chúng tôi rất tiếc khi phải gọi tên Chàng Lúa. Nhưng đó chưa phải là kết quả cuối cùng. Chúng ta có một điều bất ngờ, đó chính là Phi Hành Gia Heo và Chàng Lúa đồng số điểm bình chọn với nhau là 12,14%. Và như vậy thì chúng tôi buộc lòng phải làm khó hội đồng cố vấn. No. Và 99 khán giả đã trường quay, các bạn sẽ một lần nữa phải bình chọn cho người mà các bạn muốn phải lộ diện. Cả hai vô luôn, tại vì cả hai đợt này rất là hay. Một ý kiến từ hội đồng cố vấn là anh Ba là cả hai vô luôn. Anh Thành, tôi lại nghĩ hơi khác chút xíu, tại vì trong khuôn khổ bất cứ một cuộc thi nào thì cũng sẽ có quy định của nó. Nếu như chúng ta chỉ vì một điểm số bằng nhau mà chúng ta không loại thì lỡ lần sau những người khác họ sẽ cảm thấy là không có fair cho họ. Cho nên Thành nghĩ rằng là nếu được thì chúng ta sẽ bình chọn lại chỉ giữa hai người này thôi. Top team thì sao? Em là một người vốn thích là lúc nào cũng phải là follow the rule hết á, cho nên là em sẽ theo luật chơi là sẽ có một người phải lộ diện. Vui ạ. Em muốn cho hai nhân vật Lúa và Heo vào bên trong.
Em rất là thương hai nhân vật. Và như vậy Bowie quyết định là giữ lại cả hai. Như vậy là cán cân đang 50-50. Vẫn còn một cán cân nữa, 99 khán giả tại trường quay sẽ là những người quyết định cuối cùng. Ai muốn giữ lại cả hai? Cho tôi thấy những cánh tay. Và ai muốn chúng ta phải bình chọn lại? Và như vậy chúng ta phải tôn trọng luật chơi, đó chính là bình chọn lại giữa Chàng Lúa và Phi Hành Gia Heo. Xin mời hai giải bình chọn. 5, 4, 3, 2, 1. Và hết thời gian. Bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật kết quả. Lần này chúng ta đã có sự chênh lệch. Huy sẽ đọc tổng phần trăm bình chọn. Lần lượt sẽ là 48,54% và 51,46%. Wow, chênh lệch ít lắm luôn á. Và xin chúc mừng. Chàng Lúa. Bạn là người sẽ đi tiếp cùng chúng tôi. Và Phi Hành Gia Heo, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo là bạn sẽ phải lộ diện vì khán giả mong muốn biết bạn là ai sau lớp mặt nạ này. Và thưa quý vị, đây là lúc chúng ta sẽ biết được nhân vật thực sự đằng sau lớp mặt nạ này là ai. Nhưng mà trước tiên, chúng tôi sẽ đến với phần công bố ấn tượng đầu tiên của hội đồng cố vấn. Và bây giờ chúng ta sẽ liên kết với ngân hàng kinh tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ để họ mở két sắt ra. Xin mời biệt đội áo đen cool ngầu. Vâng ạ, đây là cuộc đua để giành chiếc cúp tai vàng. Mỗi lần đoán đúng chúng ta được cộng một điểm. Đầu tiên sẽ công bố ấn tượng đầu tiên của Tóc Tiên về Phi Hành Gia Heo. Đó là Vũ. Yeah. Ấn tượng đầu tiên của Bowie đó chính là Tuấn Hân. Wow. Ấn tượng đầu tiên của cô vẫn chứng thành 100%. Quang Trung. Gột mặt. Tôi biết cảm giác của anh ấy lúc này. Và anh ấy cũng đã kịp thời lo lót cho bà tổ chức một mảnh giấy khác với cái tên là Vũ. Anh Thành, mặc dù là em biết là đáp án 2 có cơ sở cao, nhưng chúng em vẫn tính là đáp án đầu tiên anh viết vào. Bây giờ hãy xem ai đang ở sau lớp màn ảnh này. Khán giả hãy hô to cùng với Huy. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Cái gì cực quá vậy? Trời ơi, khó quá. Và đó là xin chào mọi người, em là Vũ. Tức ghê á. Em gửi tặng Vũ bức thư của anh nha. 100% Quang Trung. Ủa tại sao cái giọng một hát cái bài kia giống giọng Quang Trung dữ vậy hả? Lặng im trên phố mưa rơi trên mi. Bài đầu là lâu lắm em mới hát lại. Thành ra là lúc mà mình hát thì thành ra mình một phần là vì bản phối Bossa Nova của anh ngoài xa. Thứ hai là vì cũng muốn là lừa lọc mọi người một tí. Nhưng mà em có nghĩ là chị đoán ra em ngay từ vòng 1 không? Chắc chắn rồi. Khi mà vào trong thành ra hỏi mọi người là chết rồi. Bà Tiên, bà tự nhiên mới bảo là chắc chắn người này có gia đình tôi xong. Em cũng thắc mắc vì sao chị đoán ra em không? Thứ nhất, cái hình là bởi vì anh Huy bảo là giải cống hiến.
mà ca sĩ đã đề cử và đạt giải cống hiến lần thứ hai này kia không có nhiều. Thứ hai, tất cả những cái gì mà về em á, nó đều liên quan tới hành tinh. Hoàng tử Indie Vũ với âm binh hành tinh song song làm sao mà không biết được. Rồi còn chưa kể là không được theo nghề, phải theo học cái ngành khác, vân vân. Đó, chị sâu chuỗi lại như vậy. Tôi tức ghê vậy đó. Tôi cứ nghĩ tất cả những cái đó là tung quả mù, là biên tập lừa. Từ đầu em nói anh đòi tụi em là người cung cấp manh mối, anh không nghe, anh cứ nói là trời ơi tôi phải nghe giọng ca ơ đồ. Em ơi, em nghe kỹ là bài 1 bị giống Quang Trung lắm. Bình thường funny đúng không? Gặp người quen người ta phải giả bộ đứng yên ngoan ngoãn rồi để không đoán ra. Ai ngờ cha Vũ chán vậy đó, đâu có bao giờ nhúc nhích đâu. À đúng rồi, kiểu của Vũ là cứ hay lắc lắc mà tay chân, mỗi lần mà nói cái gì lúng túng hay vậy nè. Đó, chị có để thấy chưa? Thấy chưa? Cái này là do em để ý, em phân tích. Vậy em có để ý thấy anh quê không? Một phút nó hiện rõ lắm mà thành 100% quê. Anh Ba Ngọc Sơn có lời chia sẻ không ạ? Anh rất là vui vì đã được ngưỡng mộ một giọng ca tại sân khấu này hát live mà rất là tuyệt vời. Chúc mừng em nhé. Còn phân tích rõ như là các siêu cao thủ thì anh cũng đầu hàng. Ờ, nhân vật phỏng đoán anh Tuấn Hưng ạ. Hình như là em còn phỏng đoán là xôi tiết nữa thì phải. Đúng rồi, lên núi xôi tiết. 1, 2, 3. Và bây giờ chúng ta muốn hỏi là lý do tại sao Vũ lại chọn The Masked Singer Việt Nam là nơi mình xuất hiện. Đầu tiên là em phải cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội đến đây. Lý do nó cũng chỉ còn đơn giản thôi. Ở đây sẽ được đứng trên sân khấu và hát cùng với cả các anh chị em nghệ sĩ cùng nghề. Vô hình sẽ có sự cạnh tranh và có sự đấu đá trong đấy, khiến mình tự nhiên mình muốn bung sức và mình muốn thử những cái mới hơn. Và cái thứ hai là cái nhiều phần trăm nhất trong cái quyết định mà em tham gia cái này, nghĩa là em được che mặt. Bởi vì là em đứng trước máy quay là em rất ngại. Lúc mà làm buổi triển lãm rồi đó là quay mặt vô trong là câu chuyện có thật. Em không bất ngờ khi em nhận ra bạn này, mà em bất ngờ vì bạn này nhận lời tham gia chương trình này. Đó là cái bất ngờ lớn nhất của em đó. Cái việc bạn đến đây nó minh chứng rằng là chương trình có một độ uy tín nhất định. Thật sự là một tài năng thuyết phục của ban biên tập. Tôi không biết họ đã làm gì với bạn. Bởi vì một cái người mà chọn lọc kỹ lưỡng về cái sự xuất hiện như bạn, không có thích chương trình truyền hình hay là thi thố gì đâu. Cảm ơn bạn vì đã nhận lời tham gia chương trình The Masked Singer. Rồi lúc mình nghe những lời nhận xét phán đoán hay sao? run kinh khủng luôn. Chứ tôi không biết là phải giả giọng của tiếng nước nào đây. Mà giả giọng miền Trung đánh lừa luôn chứ. Còn giọng Nghệ An Hà Tĩnh. Quá trời quá đất. Quê gốc em ở Hà Tĩnh nha. Đấy. Thấy chưa? Em cứ tưởng trai Hà Nội không? Trời ơi, lừa tôi một cú quá trời mạng thiệt. Và Vũ ơi, 4 nhân vật còn lại là 4 giọng ca, 4 ca tính. Vũ cảm thấy như thế nào về họ? Ngay từ vòng 2 là em được thi đầu tiên. Trong đấy em đã được cơ hội nghe 4 phần trình diễn còn lại trọn vẹn nhất. Khi mà nghe xong thì thấy mình nên lùi bước về sau. Để thấy anh rõ hơn à? Chân thành như sao? Vì là 4 người các bạn là đều giọng ca nội lục và mọi người phô diễn cái giọng hát mình nhiều nhất. Còn bản thân mình chỉ là người hát và truyền lại câu chuyện cho các bạn khán giả để nghe thôi. Vũ ơi! Thật ra bạn đừng nghĩ như vậy. Ở đây không phải là ai hơn ai đâu. Tôi nghĩ là một phần mà mọi người muốn bạn lộ diện chắc là vì cái giọng hát bạn quá đặc trưng. Nếu mà bạn đánh chéo sân thì còn lừa được, chứ còn bạn hát đúng ballad thì không thể nào khác Vũ được. Và chắc chắn như Thành nói rồi, khán giả cũng đang rất là nóng lòng muốn nghe bài hát chính chủ. Nhìn bên trái. Nhìn hết. Giống người. Cuộc đời cứ trôi qua đi những ngày tháng còn bên nhau, cùng những thăng trầm. Rồi tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ? Hai nơi hai người dừng để đợi em bước. Đôi môi chia làm đôi.
đang mong vậy thôi. Và người nên nào bước đi, chợt như chúng ta quay về để giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau. Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai tha. Cương xin cảm ơn sự xuất hiện của Vũ. Bạn đã tạo ra một màu sắc mà chúng tôi không thể nào quên được. Một lời chào tạm biệt cực kỳ tuyệt vời cho buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn Vũ rất nhiều. Và thưa quý vị, The Mask Singer Việt Nam do Vion và VietChannel thuộc tổ hợp Đức Việt VAC Group Holdings được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2 VietChannel. Chúng ta có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được xem sớm nhất The Mask Singer Việt Nam. Vion không thể rời mắt. Và phiêu theo vũ trụ VG, siêu ứng dụng giải trí đa tầng của chúng tôi, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi, bung cùng nhạc chất. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau.
khép lại đêm thi của bảng A, phi hành gia heo đã lộ diện khiến tất cả đều thích thú. Tuần sau, nghệ sĩ nào sẽ phải cởi bỏ lớp mặt nạ trong tiếng hò reo của khán giả? Họ sẽ giữ vững cả tính thú vị. Hò sen dễ sợ quá, tôi chắc chắn là những suy luận của tôi ở vòng trước sai hết rồi. Đối với em nha, đó là một niềm vinh dự khi được nghe chị live trên sân khấu của ngày hôm nay. Đừng có gọi chị nữa, không có họ hàng chị em gì đây. Em không biết hôm nay là nhân duyên trời định hay là muốn ghép duyên lại một lần nữa. Trời ơi. Trời ơi đây ông ạ. Chương trình chat lúc ấy bảo là có chúc nhân. Ôi dồi ôi, em cứ sốt sồn sồn như thế này. Sốt sồn sồn luôn anh ạ. Tôi đã có câu trả lời trong đầu tôi rồi. Tất cả sẽ có trong The Mask Singer Việt Nam, được lên sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2 V Channel. VIP dẫn đầu xu thế thẻ.